thầy, tiếng ngài gọi con hôm nay, tiếng ngài gọi con, gọi con hãy theo ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buồn. Hãy theo thầy, tiếng ngài gọi con chiều mến, bước theo thầy, này lòng con quyết theo ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường ngài. Hãy theo thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm, tiếng ngài gọi con, gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân. Gieo sự sống, con vẫn nhủ lòng, này đời con bước đi đến cùng. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
nâng từng bước chân. Hãy theo thầy vững niềm cậy trông từ đây, bước theo thầy trọn đời con chỉ đi theo Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Với những tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng hướng về cuối nhà thờ để đón rước cha quản hạt, đại diện giám mục và cha tân chánh xứ. Oh,
thư rồi. Nghi thức mở đầu, khởi đầu công việc thánh thiện này, chúng ta cùng hiệp lòng với cha quản hạt để khẩn xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng ta và công việc của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa trau dồi cho đáng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi trao ban thần khi cho tín hữu, Chúa soi lòng mơ trí để họ đón nhận chân lý vẹn toàn. Xin dạy chúng con biết để cho thần khi hướng dẫn, hầu nhận ra những gì ngay chính và cảm thấy người luôn bảo trợ chúng con. Chúng con cầu xin nhận Kitô Chúa chúng con. Cộng đoàn ngồi. Công bố văn thư bổ nhiệm. Nghi thức nhận chức chánh xứ. Trước hết, cha tân chánh xứ trình lên cha quản hạt văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục giáo phận để được công bố. Qua Đức Giám mục, chính Đức Kitô và mẹ Hội Thánh đã ủy thác cho cha sứ mạng phục vụ cộng đoàn này. Con xin công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Giáo Phận. Tòa Giám mục Xuân Lộc ngày 16 tháng 9 năm 2024. Văn thư bổ nhiệm. Kính gửi cha Simon Lê Thanh Thăng, Chánh xứ Thiên Phước. Cha Simon thân mến, vì lý do sức khỏe, cha Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng, Chánh xứ Vườn Ngô, đã xin tôi để ngài được tạm nghỉ mục vụ mà chuyên lo chữa bệnh, hầu mong mai kia có thể phục vụ dân Chúa lâu bền. Bởi đó, giáo xứ Vườn Ngô cần có một cha chính xứ mới tiếp nối sứ vụ mục tử chăm sóc đoàn chiên Chúa nơi này. Nhận thấy cha là một linh mục luôn sẵn lòng phục vụ bất cứ môi trường tông đồ nào, nên sau khi cầu nguyện tham khảo ý kiến các vị hữu trách và với thẩm quyền hội thánh dành cho giám mục giáo phận trong việc bổ nhiệm linh mục chánh xứ, tôi quyết định: một, thuyên chuyển cha từ giáo xứ Thiên Phước đến giáo xứ Vườn Ngô và bổ nhiệm cha làm chánh xứ giáo xứ này; hai, ủy quyền cho cha quyền quản hạt Phú Thịnh thay tôi trao xứ Vườn Ngô cho cha theo nghi thức hội thánh. Kể từ lúc đó, cha có mọi quyền lợi và nghĩa vụ của một linh mục chánh xứ trong giáo phận Xuân Lộc. Xin cha sắp xếp công việc để có thể đến nhận giáo xứ Vườn Ngô trong thời gian gần nhất. Cũng xin cha liên hệ với cha quyền quản hạt Phú Thịnh và vị tiền nhiệm của cha để định ngày nhận sứ vụ mới. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cha và hằng ở cùng cha trên mọi nẻo đường đời mục tử, được thánh hiến và được sai đi. Thân mến chào cha trong Chúa Giêsu đấng chăn chiên lành. Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã ấn ký. Xin cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng pháo tay chúc mừng cho cha mới. Đại diện cho Đức Giám mục, cha quản hạt giới thiệu cha tân chánh xứ với cộng đoàn giáo xứ và có đôi lời ngỏ với cha nguyên chánh xứ. Trước nhất, tôi xin cộng đoàn cũng như là tất cả chúng ta đang hiện
diện ở đây, đặc biệt là quý cha. Chúng ta cũng cảm ơn cha Nguyên Chánh Xứ, ngài cũng đã phục vụ nơi này dù rằng thời gian không có nhiều, nhưng mà trong cuộc sống của ngài với những cái đau bệnh, đó chính là những cái hy sinh mà ngài đã dành đặc biệt cho nơi giáo xứ này. Và bây giờ vì cái hoàn cảnh của ngài đau ốm, ngài không thể tiếp tục mục vụ, ngài xin Đức Cha nghỉ một thời gian. Bởi thế chúng ta là linh mục đoàn, chúng ta cầu nguyện cho ngài. Và chúng ta là giáo dân ở trong giáo xứ Vườn Ngô này, chúng ta biết ơn ngài vì những hy sinh của ngài dành cho giáo xứ, cũng như là biết bao những việc hy sinh của ngài cho giáo xứ này tiến triển ở trong thời gian vừa qua. Giáo hạt Phú Thịnh cũng xin cảm ơn ngài vì ngài đã cùng với anh em ở trong giáo hạt, linh mục đoàn giáo hạt ở trong sống những ngày tháng hiệp nhất, cũng như là phục vụ cộng đoàn trong giáo hạt Phú Thịnh này. Và đặc biệt đại diện cho Đức Giám Mục xin cảm ơn đặc biệt cha Nguyên Chánh Xứ vì cái sự hy sinh của ngài và cái sự nhẫn nại trong cái đời sống cầu nguyện của ngài dành cho giáo xứ. Xin cảm ơn ngài, dù ngài không có hiện diện ở đây, nhưng chúng ta cũng xin vỗ một tràng pháo tay chúng ta cảm ơn ngài. Và tôi xin giới thiệu với anh chị em, thay mặt Đức Cha tôi giới thiệu anh chị em, cha Simon Lê Thanh Thăng, hôm nay ngài sẽ trở nên vị mục tử mới của giáo xứ Vườn Ngô. Giáo xứ Vườn Ngô sẽ là một gia đình mới của ngài. Và thưa cha Simon, đây là tất cả những cái cảnh mà cha nhìn thấy giáo xứ tương đối nó ổn, và giáo dân cũng là những giáo dân hiền hòa. Để rồi cha về đây tiếp tục cái công việc của cha Cô Phê-rô để cho giáo xứ mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn cha đã đón nhận sư phụ mới, và xin Chúa chúc lành cho cha trong cái bước đường mới ở trong cái môi trường mới này. Xin giới thiệu tất cả với quý cha cũng như là với tất cả anh chị em cha mới đây. Treo dây các phép. Dây các phép biểu tượng cho quyền bính thiêng liêng của hội thánh. Nhận dây các phép, linh mục nhận lãnh sứ vụ của linh mục chánh xứ, đặc biệt quyền chủ sự thánh lễ và cử hành các bí tích. Xưng đức tin và thề hứa trung thành, linh mục chánh xứ sẽ thay mặt Đức Giám Mục để hướng dẫn đức tin cho cộng đoàn giáo xứ. Vì vậy, ngài phải tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với hội thánh như giáo luật đòi buộc. Tôi là linh mục Simon Lê Thanh Thăng, với đức tin vững vàng tôi tin và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh Tin Kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đứng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô,
người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Tôi cũng tin vững vàng mọi điều trong lời Chúa được viết ra hay truyền đạt mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát dạy phải tin như là do Thiên Chúa mặc khải. Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên hệ với giáo lý đức tin hoặc về phong hóa mà giáo hội đã truyền dạy dứt khoát. Cũng vậy, với lòng vâng phục kính tôn của ý chí và trí khôn, tôi gắn bó với những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Giám mục Đoàn đưa ra khi các ngài thi hành huấn quyền đích thực, cho dù không có ý công bố những giáo lý ấy bằng một hành vi dứt khoát. Tôi là Linh Mục Simon Lê Thanh Thăng. Khi lãnh nhận nhiệm vụ chánh xứ Vườn Ngô, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội Công Giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn những bổn phận đối với giáo hội hoàn toàn cầu, cũng như đối với giáo hội địa phương, nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức năng đã được trao phó cho tôi, nhân dân giáo hội, tôi sẽ gìn giữ nguyên vẹn, trung thành truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Để thế nên tôi sẽ tránh xa mọi học thuyết ngược lại với kho tàng này. Tôi sẽ tuân theo và cổ võ kỷ luật chung của cả giáo hội, cũng như tuân giữ mọi điều luật của giáo hội, đặc biệt những luật trong bộ giáo luật. Với đức vâng phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo điều mà các đức giám mục công bố với tư cách là tiến sĩ chính thức và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quy định với tư cách là giám quản của giáo hội. Ngoài ra, tôi sẽ vui lòng phục vụ các giám mục giáo phận để hoạt động tông đồ, thi hành nhân dân giáo hội và do giáo hội ủy quyền được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Xin Thiên Chúa cũng như các sách tin mừng của Thiên Chúa mà tay tôi đang chạm tới giúp đỡ tôi. Nhận lãnh tác vụ mục tử, giờ đây cha tân chánh xứ sẽ đón nhận các tác vụ mà từ nay cha sẽ thi hành giữa cộng đoàn giáo xứ. Đó là giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo. Mở cửa nhà tạm. Mở cửa nhà tạm. Kính mời cộng đoàn đứng. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo, nơi chứa đựng toàn bộ của cải thiêng liêng của hội thánh là Đức Kitô. Ước gì nhờ việc cử hành thánh thể mỗi ngày cách đạo đức, bí tích này thành nguồn sống nuôi dưỡng cộng đoàn lớn lên trong đức tin, làm mọi người vững bước trên đường nên thánh và trở nên người nhiệt thành loan báo tin mừng cho thế giới này. Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự thật khôn ngoan, dẫn chúng con đi trên những nẻo đường chúng con không bao giờ nghĩ tới.
Chúa đã muốn cho thân ca Giuse, người thợ mộc thành Nazareth, kết bạn với thân mộc của con Chúa. Xin cho chúng con là những kẻ được thân nhân phù trợ ở dưới thế gian này, cũng được người cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa uy linh cao cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Ngồi tòa giải tội. Cảm nhận sâu xa nhất nơi con người hẳn là nhận biết về thân phận mỏng giòn, yếu đuối, mang sứ mệnh giao hòa con người với Thiên Chúa. Linh mục chánh xứ sẽ thi hành tác vụ này cách đặc biệt nhất qua bí tích hòa giải. Xin cho mọi người gặp được nơi đây lòng thương tha thứ của Cha trên trời. Xin cho bí tích này luôn là nguồn mạch đổ đầy bình an và sức mạnh cho dân Chúa, để họ kiên vững tiến tới sự thánh thiện. Ngồi ghế chủ tọa. Ngồi vào ghế dành cho vị chủ tọa trong thánh đường, nói lên sứ mạng chủ tọa cộng đoàn phụng vụ và lãnh đạo giáo xứ. Sứ mạng của cha xứ là thay mặt cho Đức Giám mục, nên mọi hoạt động của Ngài phải tùy thuộc và hợp nhất với Giám mục. Xin cho Ngài nên người phục vụ với trái tim yêu thương, khiêm nhường và hiền lành của vị mục tử Giê-xu. Đến tòa giảng. Cha Quản Hẹt dẫn cha Tân Chánh Xứ đến tòa giảng đài. Nơi đây, cha sẽ công bố và giảng giải lời Chúa để dẫn dắt cộng đoàn tiến bước trong sự thật, tình yêu và hy vọng. Xin cho lời Chúa được mọi người lắng nghe và đem ra thực hành, để muôn ngàn hoa trái nước trời trổ sinh trong cộng đoàn chúng ta. Ký kết biên bản. Việc làm sau cùng thuộc về nghi lễ là ký nhận biên bản để đệ trình lên Đức Giám mục giáo phận. Chúng con xin kính mời cha Quản Hạt, cha Tân Chánh Xứ cùng quý cha và ông trưởng ban hành giáo giáo xứ lên ký nhận biên bản. Gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông. Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường. Hãy theo Thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm,
mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân. Con vững tâm lên đường, phát thập tự gieo sự sống. Con vẫn nhủ lòng, này đời con bước đi đến cùng. Xin cộng đoàn chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, thay mặt cộng đoàn giáo xứ, ông trưởng ban hành giáo muốn nói lên lời cảm ơn quý cha, quý khách, cộng đoàn, đặc biệt diễn tả đôi lời tâm tình với chủ chăn mới của mình. Kính mời ông trưởng ban hành giáo. Trọng kính cha Giuse Nguyễn Mạnh Hiểu, chánh xứ giáo xứ Quảng Biên, quyền quản hạt Phú Thịnh, đại diện Đức Giám Mục. Trọng kính cha tân chánh xứ giáo xứ Vườn Ngô Simon Lê Thanh Thăng. Trọng kính cha Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên chánh xứ giáo xứ Vườn Ngô. Trọng kính quý cha. Kính thưa quý tu sĩ linh tông huyết tộc của cha tân chánh xứ, quý cố, quý khách, quý cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện. Cộng đoàn giáo xứ Vườn Ngô chúng con xin được hân hoan chào mừng và chân thành cảm ơn cha Giuse quyền quản hạt, đại diện Đức Giám Mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc của cha tân chánh xứ, cộng đoàn giáo xứ Thiên Phước và quý khách đã về với giáo xứ chúng con trong nghi thức nhậm chức chánh xứ và chầu thánh thể của cha tân chánh xứ Simon chúng con trong ngày trọng đại này. Hôm nay lại thêm một hồng ân thật lớn lao Thiên Chúa ban cho giáo xứ Vườn Ngô chúng con qua thẩm quyền của giáo hội. Đó là Đức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc Gioan Đỗ Văn Ngân đã bổ nhiệm cha Simon Lê Thanh Thăng về với cộng đoàn giáo xứ chúng con trong sứ vụ chánh xứ. Cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng con xin tri ân Đức cha Gioan và các đấng bậc trong giáo phận đã luôn thương quan tâm sắp xếp để cộng đoàn chúng con có vị mục tử ở cùng để chăm lo dẫn dắt đời sống đức tin cho chúng con nơi đây. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức cha, xin Chúa thương ban cho Đức cha tràn đầy ơn Chúa, sức khỏe luôn bình an và gìn giữ Đức cha trong tình yêu của Chúa. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha Giuse Nguyễn Mạnh Hiểu, chánh xứ giáo xứ Quảng Biên, quyền quản hạt Phú Thịnh. Hôm nay cha đã đại diện Đức Giám Mục trao giáo xứ chúng con cho cha tân chánh xứ Simon đây để ngài ở lại với chúng con. Chúng con xin tri ân cảm ơn cha thật nhiều và xin Chúa gìn giữ và ban tràn đầy ơn của ngài trên cha. Xin cha thương tiếp tục giúp giáo xứ chúng con trong sứ vụ mục tử của cha. Chúng con xin tạ ơn Chúa và chân thành cảm ơn cách đặc biệt cha tân chánh xứ Simon. Ngài đã quảng đại vâng lời bề trên để về chăm sóc cộng đoàn chúng con. Chúng con xin được kính chúc cha luôn được dư tràn ơn Chúa, khôn ngoan thánh thiện, để cha luôn hân hoan phụng sự Chúa và chu toàn sứ vụ mà Chúa và giáo hội đã trao chăm sóc cộng đoàn chúng con đây với tâm nguyện đời linh mục của cha, để tình cha yêu con ở trong họ. Cha như là một ân ban của Chúa cho giáo xứ Vườn Ngô, cộng đoàn chúng con hứa luôn yêu mến, cộng tác và phong phục cha, luôn cố gắng giữ gìn sự hiệp nhất, yêu thương phục vụ, để cùng với tất cả những gì cha cống hiến sắp tới, giáo xứ sẽ trở thành cộng đoàn sống đức tin thật sống động và ngày thêm lớn mạnh để luôn mãi là một gia đình hiệp nhất của Thiên Chúa. Chúng con cũng xin cảm ơn cha Phêrô nguyên chánh xứ đã dẫn dắt chăm sóc đời sống đức tin cho cộng đoàn chúng con từ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 đến nay. Và nay đã được Đức Giám Mục giáo phận cho nghỉ mục vụ để chữa bệnh, nên cha không thể hiện diện để chia sẻ niềm vui với cha tân chánh xứ, với giáo xứ mà cha đã hơn 2 năm dẫn dắt chăm sóc. Cộng đoàn giáo xứ Vườn Ngô chúng con xin hết lòng tri ân và cảm ơn cha. Xin Chúa ban muôn ơn lành và ban cho cha những ngày nghỉ ngơi an dưỡng chữa bệnh
luôn tràn đầy ân sủng của Chúa và cho sức khỏe của cha mau sớm bình phục. Chúng con cũng xin được cảm ơn cha Phó An Tôn đã luôn tích cực cộng tác với cha Chánh Xứ để chăm lo giúp giáo xứ mọi việc, đặc biệt trong thời gian cha xứ lâm bệnh và những ngày này. Chúng con cũng xin được cảm ơn cha tiền nhiệm, quý cha quê hương và quý cha, đặc biệt quý cha cùng lớp với cha Simon. Mặc dù công việc mục vụ nơi giáo xứ quý cha đang phụ trách thật nhiều, vất vả, nhưng quý cha cũng đã hy sinh hiện diện để cầu nguyện cho giáo xứ chúng con trong ngày hồng phúc này. Xin Chúa chúc phúc và gìn giữ quý cha trong sự yêu thương quan phòng của Chúa. Chúng con cũng xin được chân thành cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý ông bà cố, quý chức, thường vụ ban hành giáo hạt Phú Thịnh, quý khách đã hy sinh thời gian quý báu đến tham dự nghi thức, cầu nguyện cho cha Tân Chánh Xứ và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên quý tu sĩ và mọi người. Đặc biệt chúng con xin chân thành cảm ơn bà cố cùng quý linh tông huyết tộc của cha Tân Chánh Xứ, quý chức ban hành giáo và cộng đoàn giáo xứ Thiên Phước đã đưa cha Simon về giáo xứ Vườn Ngô và cầu nguyện cho Ngài. Xin quý vị tiếp tục yêu thương đồng hành với cha Simon trên bước đường sứ vụ mục tử của Ngài tại nơi đây. Chúng con cũng xin được cảm ơn cha đặc trách và ban truyền thông giáo hạt Phú Thịnh, ban truyền thông giáo phận đã ghi hình và đưa tin. Và thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ, xin cảm ơn các ban ngành đoàn hội, đặc biệt ca đoàn thánh gia, nhóm trang trí cắm hoa, phòng thánh, âm thanh, ban trật tự và tất cả mọi người trong ngoài giáo xứ đã hy sinh giúp sức cách này cách khác để việc tổ chức hôm nay được sốt sắng, trang nghiêm, thánh thiện. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn chính quyền địa phương xã Đồi 61 đã giúp tạo mọi thuận lợi cho việc tổ chức ngày nhậm chức của cha Tân Chánh Xứ Vườn Ngô hôm nay. Kính chúc quý vị sức khỏe và gặt hái được nhiều thành quả trong công tác. Và trong niềm vui thánh thiện mừng cha Tân Chánh Xứ, cảm ơn quý cha quyền quản hạt đại diện Đức Giám Mục. Cộng đoàn chúng con xin dâng lên quý cha hoa tươi chúc mừng và cảm ơn. Xin quý cha vui nhận. Và xin cộng đoàn một tràng pháo tay thật lớn và dài để cảm ơn và chúc mừng quý cha và mọi người. Giờ đây và sau nghi thức và chờ chầu thánh thể, chúng con trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, quý ông bà cố, quý chức ban hành giáo, giáo hạt, quý khách thương ở lại chia sẻ niềm vui với giáo xứ chúng con trong bữa ăn thanh đạm. Và trong việc tổ chức còn điều gì thiếu sót, xin quý đấng bậc và mọi người thương bỏ qua cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Giờ đây, cha Tân Chánh Xứ cũng dâng lời cảm ơn và chia sẻ ít tâm tình với cộng đoàn giáo xứ Vườn Ngô là gia đình mới của Ngài. Kính mời cha. Muôn ngàn đời con cảm tạ Chúa. Đó là lời tâm sự của con trong những ngày mà con được Đức Cha gọi để lãnh tác vụ mới, đó là Chánh Xứ Vườn Ngô. Trước hết con xin tri ân Đức Cha Gioan qua cha quản hạt Giuse. Ngài đã tín nhiệm trao cho con giáo xứ Vườn Ngô để con được phục vụ Chúa nơi cộng đoàn giáo xứ Vườn Ngô này. Con xin quy tri ân cha quản hạt và quý cha trong hạt Long Thành. 19 năm linh mục của con cũng là 19 năm con được cùng với quý cha phục vụ dân Chúa ở giáo hạt Long Thành. Chắc chắn chúng ta sẽ trải qua rất nhiều những vui buồn của giáo hạt khi còn nhớ những năm đầu tiên mới đặt chân giáo hạt Long Thành. Xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho con nơi sứ vụ mới của giáo hạt Phú Thịnh. Con cảm ơn cha quản hạt và quý cha hạt Long Thành hôm nay cũng đã hiện diện để cầu nguyện cho con nơi sứ vụ mới. Con cảm ơn quý cha lớp du xe. Mặc dù bận rộn công việc, nhưng mà quý cha vẫn dành cho con
để hôm nay quý cha đến đây cùng với con cầu nguyện. Quý cha chịu chức năm 2005, quý cha anh chị em trong linh tông huyết tộc, quý cha vẫn dành cho con những lời cầu nguyện và khích lệ để chúng ta cùng dấn thân truyền giáo trên mảnh đất truyền giáo Xuân Lộc và Bà Rịa. Con cảm ơn cha quản hạt và quý cha trong hạt phú thịt đã đón nhận con được tham gia sinh hoạt và phục vụ dân Chúa trong địa hạt phú thịt nơi giáo xứ Vườn Ngô này. Con xin cho con cùng quý cha sống và làm việc tông đồ mở mang nước Chúa ngay trong địa hạt của giáo hạt phú thịt. Con chân thành cảm ơn cha quản hạt và quý cha. Đặc biệt con cảm ơn quý cha tiền nhiệm giáo xứ Vườn Ngô, cha Gioan Bautista, cha Giuse, cha Phêrô. Quý cha đã dày công khổ công xây dựng giáo xứ này. Nay con về đây để tiếp tục sứ vụ mục tử của quý cha. Xin nhận nơi con lòng tri ân và xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho con vững bước xây dựng cộng đoàn đức tin lớn mạnh. Con cũng cảm ơn quý bề trên, quý dì, mến thánh giá thủ thêm tu hộ mẹ thăm viếng, tu đoàn thừa sai thánh mẫu. Quý tu sĩ nam nữ đã cùng con phục vụ dân Chúa ở các giáo xứ Thiên Phước, Truyền Tin, Du Xe, Thiên Long. Hôm nay cùng với con đến nơi giáo xứ Vườn Ngô này, nơi con sẽ phục vụ. Xin quý bề trên, quý dì thương cầu nguyện cho con nhiều, để con nhiệt thành phục vụ dân Chúa tốt hơn. Tôi cũng cảm ơn quý chức thường vụ ban hành giáo, ban điều hành các giáo họ, quý giới, các đoàn thể, giáo xứ Thiên Phước. 11 năm gần 2 tháng, 5 tháng qua không phải là thời gian ngắn, cũng không phải là quá dài, nhưng cũng vừa đủ để chúng ta biết hiểu nhau cộng tác trong mọi công việc lớn cũng như bé. Tất cả quý vị, mỗi tất vả đều là phần rỗi của các linh hồn và vinh danh Chúa. Xin nhận nơi tôi lòng biết ơn quý chức và mọi người giáo xứ Thiên Phước. Con cũng cảm ơn gia đình bà cố, các anh chị em trong gia đình huyết tộc Linh Tông. Hôm nay một lần nữa lại đưa con tới nhiệm sở mới. Một tâm niệm, con đi đâu thì gia đình cũng đi theo đó, cũng dõi bước, cũng cầu nguyện. Xin chân thành cảm ơn bà cố và các anh chị em trong gia đình Linh Tông huyết tộc. Giờ đây xin cho con được ngỏ lời với gia đình giáo xứ Vườn Ngô, là gia đình từ nay trở đi con sẽ gắn bó và sống cùng làm việc cũng như làm vinh danh Chúa. Con biết giáo xứ Vườn Ngô có mặt từ năm 1936 theo lịch của tòa giám mục ghi lại. Gần 90 năm qua thành lập giáo xứ, một bề dày lịch sử hình thành và phát triển. Con cũng được thấy sức sống, đức tin kiên vững và trung kiên của quý bà, chị em, để giáo xứ chúng ta trở thành cộng đoàn đức tin thăng tiến và làm chứng cho Chúa, trở nên một cộng đoàn chứng nhân của tình yêu thương, lòng thương xót và hiệp nhất giáo hội. Vì thế con xin quý bà anh chị em cộng đoàn giáo xứ Vườn Ngô tiếp tục chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đoàn đức tin nhiệt thành để chúng ta mang Chúa đến cho mọi người. Xin nhận nơi con lòng biết ơn chân thành vì đã lo tổ chức cho con ngày hôm nay về đây nhận sứ. Con cũng cảm ơn chính quyền các cấp thị trấn Tràng Bom, xã Đồi 61, ấp Tân Đạt đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo xứ có một ngày lễ nhận chức chánh sứ của tôi được tốt đẹp. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công thắng lợi trong công việc phục vụ đất nước. Xin trân trọng cảm ơn. Lần nữa cuối cùng con xin cảm ơn cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, các giáo xứ, đoàn thể,
cho con chân thành cảm ơn và tiếp tục cầu nguyện cho con ở nơi môi trường giáo xứ Vườn Ngô này. Xin cảm ơn.